Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi tuyển sinh chính thức vào trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Hà Nội Amsterdam. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành xong phần phát âm, phần dấu nhấn, phần ngữ pháp, giới từ, word form, phần viết câu. Đặc biệt có một câu không viết được. Và bạn nào biết viết thì hãy chỉ dùm với nhé. Câu 77, 78 các bạn. Ở video này chúng ta sẽ làm phần viết câu. Viết câu không đổi nghĩa và cho từ sẵn này các bạn. Rồi. Bạn có thể ở với chúng tôi một vài ngày. Ở đây là một dạng bài tập khá quen thuộc các bạn ha. Nên chúng ta không có nói về những cái cách thức làm gì ở đây nữa. Bởi vì chúng ta đã làm quá nhiều. Chúng ta cũng có sẵn một cái video tổng hợp 100 câu từ các tỉnh thành khắp nơi trên cả nước. Và sắp tới sẽ có 100 câu nữa các bạn. 100 câu viết câu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết các bạn. Rồi, chúng ta sẽ viết câu 61, 62 này. Bạn có thể ở với chúng tôi một vài ngày. Chúng ta cho các bạn chữ put nữa các bạn. Đây là cái dạng bài tập đó các bạn, cực kỳ khó nha. Khi mà người ta cho các bạn chữ và nó không thuộc dạng cấu trúc câu mà nó thuộc dạng về các idiom thì bắt buộc chúng ta phải biết thì mới làm được các bạn. Đặc biệt các đề thi của thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ nhiều về vấn đề này. Đề Hồ Chí Minh nó khó chỗ là các bạn là các bạn phải biết cấu trúc câu thôi chưa đủ mà các bạn phải biết được các idiom. Rồi. Câu này là một cái ví dụ, chỉ có một vế thôi. Câu này các bạn chỉ cần biết idiom, không cần biết cấu trúc câu các bạn có thể làm được. Ở đây chỉ put cho các bạn. Bạn có thể ở với chúng tôi một vài ngày. Thì đây là ở với chúng tôi, có nghĩa là cho ở nhờ các bạn. Rồi, cho ở nhờ. Thì chúng ta có từ put cho các bạn. Ở nhờ là gì? Bạn nào biết thì rất là dễ làm. Còn bạn nào không biết câu này thì không thể nào đón được đâu các bạn. Rồi, các bạn có put. Cái cụm này các bạn chúng ta gặp ở đề thi chuyên tỉnh thành khác nha các bạn. Đã nói với các bạn là cái cụm từ này rồi. Cho ai ở nhờ là. Rồi, cho ai ở nhờ. Cho ai ở nhờ. Đây các bạn, chúng ta đã làm ở các đề thi chuyên có tỉnh thành khác các bạn. Đây, put somebody up cho các bạn. Để mà cung cấp cho một ai đó với một cái nơi để ở tạm thời. Là ở nhờ nè. Và ở đây các bạn, người ta tôi lậm cho các bạn là for nè. Rồi, for ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết câu này các bạn. Bạn có thể ở với chúng tôi vài ngày. Rồi, có nghĩa là chúng tôi các bạn có thể dùng lại thì của ta nha các bạn. Các bạn dùng lại thì của người ta. Chúng tôi có thể cho bạn, các bạn put ra. Bạn là you up. Rồi, up for. Rồi, a few days. A few days, đề chúng ta không có add ta. Các bạn thêm add đây nha, các đề thiếu. Rồi, các bạn chấm nha. Rồi, xong các bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ qua câu số 3. Là sáng tư các bạn. Họ suspended là đình chỉ các bạn. Họ đình chỉ Jackson for nè. Hai trận kế tiếp. Ở đây là cấm các bạn. Rồi, họ đình chỉ hai trận kế tiếp có nghĩa là bị cấm các bạn. Họ đình chỉ Jackson có nghĩa là sao? Có nghĩa là Jackson. Rồi. Trong bài dùng quá khứ đơn, các bạn dùng quá khứ đơn nha. Chúng ta dùng dạng bị động bởi vì người ta cho chúng ta là chữ bị cấm các bạn. Rồi, Jackson bị cấm. Rồi, chỗ này quan trọng là các bạn chữ from này. Quan trọng nhất là chữ from. Các bạn nào không ghi chữ from này là sai nha. Rồi, the next to Madrid. Chấm cái nha các bạn. Chấm cho chọn bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu
66, chúng ta phải sử dụng từ discovery các bạn. Thuốc mới đang được khám phá. Thuốc mới đang được khám phá, cái mà sẽ giúp ha. Ở đây chính là sẽ giúp các bạn, cái này không phải là tiếp diễn đâu. Đang được khám phá cái mà sẽ giúp này. Cái cuộc đấu tranh chống lại bệnh tật. Rồi. Thuốc mới đang được khám phá nha các bạn. Thì chỗ này chúng ta sẽ có hai cách làm. Các bạn có thể làm cách đầu tiên thế này. Thuốc mới đang được khám phá có nghĩa là sao? Có nghĩa là people các bạn. Có nghĩa là people là người ta. Thì trong câu chúng ta là thuốc mới đang được khám phá bởi những nhà khoa học. Thì bởi những nhà khoa học hay là bởi những cái người, không cần thiết chữ người đây. Bây giờ chúng ta lôi lên cho các bạn. Thuốc mới đang được khám phá có nghĩa là người ta đang làm. A nè các bạn. A, making. Rồi. Một cái sự khám phá, discovery. Chúng ta nên có chữ ở các bạn nha. Một cái khám phá, hoặc các bạn có thể dùng số nhiều, discoveries, MES nha. Mà ở đây thì người ta cho chúng ta discovery, các bạn phải dùng chữ ở đây nha. Bởi đây chính là cách sử dụng từ các bạn. Make a discovery. Rồi. Người ta đang khám phá. Rồi. Off nha các bạn. Ở đây chữ off nha. Rồi, đây chính là cách sử dụng từ các bạn. Off nè. New drug. Người ta đang khám phá những thuốc mới. Rồi, cái thuốc mà sẽ giúp đỡ nha. Đây chính là thì tương lai chứ không phải thì tiếp diễn nha các bạn. Rồi, các bạn viết đi hết. The fight again. This disease. Rồi các bạn chấm cái cho trọn vẹn nha. Các bạn có thể viết thêm một cách thứ hai. Các bạn có thể viết một cách thứ hai. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ dùng là the discovery of nè các bạn. The discovery of. Các bạn có thể đây là số 1. Đây là cách 1. Còn đây là cách 2. Rồi. The discovery of new drugs các bạn. Drugs. Rồi, the discovery new drugs. Trong bài người ta đang dùng thì hiện tại nha. Thì ở đây các bạn cũng dùng thì hiện tại luôn. Chủ ngữ chúng ta là số ít số nhiều các bạn. Chủ ngữ chúng ta là số ít nha. Chỗ này các bạn dùng chữ is. Bạn nào dùng chữ a ở đây là sai các bạn nha. Chủ ngữ chúng ta là discovery chứ không phải là it, chứ không phải là drugs. The discovery of new drug is on progress. Progress. Rồi, có nghĩa là đang tiến hành các bạn. Rồi. Is on progress nghĩa là đang tiến hành đó. Rồi. Cái việc khám phá thuốc mới thì đang tiến hành. Rồi. Cái điều mà thì sẽ giúp đỡ. Việc khám phá thuốc mới đang tiến hành. Rồi chúng ta viết lại ha. Chỗ này chúng ta dùng lại từ của người ta. Rồi các bạn viết lại hết. Rồi the fight again. This disease. Chấm nha các bạn. Chúng ta kiểm tra thử cái từ progress các bạn. Progress. Coi chúng ta có dùng đúng với từ của nó không. Đây, in progress. Happening, happening now. Rồi chúng ta sửa lại chút xíu các bạn. Ở đây là in progress. Chứ có on. Rồi, in progress. Yeah. Bây giờ chúng ta qua câu số 67, số 8 các bạn. Mary breathe a sigh of relief. Câu này ở đề thi chuyên như là nhớ không lầm các bạn. Chuyên Đắk Lắk ha. Người ta cho câu này. Viết lại thành câu này. Bây giờ ở đề thi AM thì người ta cho câu này. Các bạn viết lại câu này. Ở đây
ở Đắk Lắk thì có chị cho bạn. Hơi thở các bạn đọc là breath, động từ các bạn đọc là breathe nha. Ở đây là động từ nè. Rồi. Mary thở dài, ý nói là sigh of relief, thở dài các bạn. Thở dài. Khi cô ta nhận ra rằng tiền của cô ấy không bị mất. Thở dài một cách nhẹ nhõm các bạn. Rồi. Rồi các bạn. Rồi Mary thở dài, có nghĩa là Mary. Có nghĩa là Mary. Rồi. Thì a các bạn, Mary is. Rồi. À, ở trên ta dùng quá khứ các bạn, dùng quá khứ nha. Was, re, li. Rồi, à, các bạn lưu ý nha, cái chữ really đây là tính từ nha các bạn nha. Các bạn nào mà không có chữ này các bạn sai. Các bạn lưu ý ha. Was relieved to. Rồi, còn to verb các bạn, to realize that. Rồi các bạn viết là hết. Her money hadn't been stolen. Chấm cái các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 67, 69, 70 là Jane mua cái áo khoác đắt tiền mà không suy nghĩ gì nó trước. Rồi. Cái cụm từ này nè các bạn, mà không suy nghĩ gì nó trước. Ý người ta nói là cái cụm từ này sẽ bằng cái cụm từ gì chữ spur các bạn. Rồi. Rồi các bạn có là on the spur of the moment các bạn, miêu tả một hành động, miêu tả một quyết định, một hành động cái mà đột ngột làm mà không có kế hoạch gì trước. Rồi. Rồi có nghĩa là rồi, à, các bạn viết lại là Jane các bạn. Jane. Các bạn viết lại Jane. Bought the expensive coat. Rồi. Vào cái cụm từ này chúng ta thấy ha, on the spur of the moment. Rồi. Mua cái áo đắt tiền mà không cần suy nghĩ lập kế hoạch gì hết, thấy thích là mua ấy, nói vậy các bạn. Rồi. Without thinking about it first chính là on the spur of the moment. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 71 với hai các bạn. Mọi người play a part là đóng một cái vai trò trong thành công của đội này. Ở đây contributed. Rồi. Câu này chúng ta sẽ viết mọi người đóng một vai trò các bạn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mọi người. Everyone. Rồi. Câu trên các bạn thấy người ta dùng quá khứ ha. Ở dưới đây chúng ta dùng lại chữ con nè các bạn. Tributed các bạn. To. Rồi. The. Đóng góp đến với sự thành công của đội bóng. Football team. Rồi chấm các bạn. Mọi người đóng góp tới sự thành công của đội bóng. Rồi chúng ta có play a part chính là contributed to. Rồi to các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Câu 73-74. Nếu như mà một cái nhóm thì quá nhỏ, một cái nhóm người các bạn thì quá nhỏ này, đến nỗi nó không thể duy trì cái đơn vị tự tồn tại nè, tự chứa đựng của nó trong một cái xã hội, nó có thể sẽ bị hòa tan. Rồi sẽ bị hòa tan. Rồi nó có lẽ bị hòa tan. Cái chữ occur chúng ta các bạn có occur nghĩa là xảy ra hoặc là happen, là có thể có lẽ các bạn. Vì vậy câu này chúng ta sẽ viết lại như thế này. Rồi câu này chúng ta hơi dài chút xíu. Tuy nhiên là các bạn viết lại từ đây đến đây. Rồi. Viết lại từ đây đến đây nha. Rồi sau đó phẩy cái các bạn. Rồi. Phẩy cái it. Phẩy cái it cho các bạn. It nè. May occur. It can các bạn. Bởi vì chữ occur chúng ta có nghĩa là chữ may á,
may happen or occur. Rồi, to be, occur to nha, occur to be, see, be related các bạn. Nó có thể bị hò tay. Rồi, câu này nhìn thấy dài khó nhưng mà nó không khó lắm các bạn. It can occur to be assimilated. Bây giờ chúng ta qua câu 75-76 các bạn. 75-76. Is it highly likely that? Nó có lẽ rất là cao rằng cái sự mâu thuẫn về ngôn ngữ sẽ dẫn tới cái mâu thuẫn về chính trị. Nếu như một cái nhóm, nhóm về ngôn ngữ các bạn khóa cái sự di chuyển ha, xã hội của một cái nhóm khác. Rồi chúng ta tạm dịch là vậy. Bây giờ trong câu này các bạn có cái từ livelihood. Livelihood. Có nghĩa là các bạn thấy nè, livelihood các bạn. Ở đây các bạn is a likely job. Người ta đang kiểm tra chúng ta các bạn, cái cụm từ nào đi với livelihood sẽ nghĩa là is a highly likely. Rồi, bây giờ chúng ta hãy xem các bạn. Chúng ta có cụm từ là livelihood này các bạn. Các bạn có in on livelihood. Đây, almost certainly. Đây các bạn, almost certainly. Đây, in on livelihood là chính là is e highly likely các bạn. Nó có lẽ mọi thứ sẽ theo kế hoạch. Ở trong câu này các bạn, chúng ta có từ highly này, có nghĩa là cực kỳ cao. Is it likely là nó có lẽ các bạn. Còn thêm chữ highly là cực kỳ cao. Rồi, các bạn sẽ dùng là in on likelihood các bạn. Rồi, in on likelihood. Các bạn viết lại hết luôn. Does language conflict. Rồi, các bạn chấm vào viết hết nha. Câu này vậy. Chúng ta đã xong phần viết câu của đề thi chuyên Anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy like hoặc là subscribe để ủng hộ kênh nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.